Con chào chú Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Dương Tấn Quang, con là Vân Kim hát cho đồng bào tôi ở Mỹ, con gọi về thăm chú Quang. Hôm nay chú Quang khỏe không chú Quang ơi? Cũng nó khỏe, cũng tuổi già cũng ấy, cũng bệnh hoạn tới lui hoài. Rồi rồi chú Quang ơi, chú làm ơn giới thiệu cho con số quân đơn vị ngày xưa chú đi lính á. Dương Tấn Quang, số quân 75106410, Đơn thuộc vị. đơn vị trung đội 4, đại đội 3, tiểu đoàn 9, sư đoàn thủy lục chiến, Dạ, chú bị thương KBT 6626. Chú bị thương phần cơ thể nào trên người vậy chú? Bị thương ngay bụng á, Dạ. tách lá gan, mổ tổng cộng 4 lần, À, và chú bị năm mấy giờ ở trận nào vậy chú ha? bị ngay trận gần cửa Diệp đó, ngày ngày 1 tây tháng 2 năm 73. À rồi rồi chú Quang ơi, hôm nay là ngày 20 tây tháng 1 xin lỗi 20 tây tháng 7 2024 giờ Hoa Kỳ. Con có thay mặt bạn Diệu Võ gửi về ỷ lào chú 100 đô la Mỹ Kim. Con xin phép hỏi chú đã nhận đầy đủ 100 đô la Mỹ Kim chưa chú Quang? Chú đã nhận đầy đủ đủ rồi, cháu cho chú cảm ơn tất cả tình cảm của mạnh thường quân với cô gì gì giỏi, với lại chú cảm ơn cháu là tạo điều kiện chú lãnh cái phần quà, cảm ơn vô cùng luôn. Dạ, không có Đấy. chi chú ơi, tụi con mới là người cảm ơn các chú nha, tại vì các chú đã chiến đấu hy sinh bảo vệ cho tụi con và đã trở thành những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Con xin thay mặt bạn Diệu Võ, quý đồng bào quê nhà và hải ngoại cảm ơn chú rất nhiều và kính chúc chú khoảng đời còn lại luôn sống vui sống khỏe bên người thân và gia đình và đi hết nốt cuộc đời còn lại vui vẻ và bình an nha chú Quang. Chú cảm ơn, không biết nói gì là cảm ơn vô cùng luôn. Dạ 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 không có chi chú Quang ơi, làm sao chú biết được chương trình mà chú gửi thơ vô vậy? Tại cũng thương thế binh chung, anh em cũng báo nhau gì đó, À báo cho nhau thì hoàn cảnh với nhau rồi mình báo với nhau để mình ấy vậy đó. à à rồi 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 chú luôn khỏe và bình an nha, cảm ơn chú là người lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Chú cảm ơn quá nhiều. Dạ con để con nói tắt máy mà con nói chuyện với chú chút xíu nữa nha. Rồi rồi rồi.